quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Vị và các đồng chí, Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế trong ngành đóng tàu như bờ biển dài 3.200 km, hơn 100 cảng tàu cùng với nguồn nhân công dồi dào. Nhưng để phát triển một cách toàn diện và đa dạng các loại tàu, đặc biệt là tàu quân sự, thì các nhà máy đóng tàu sẽ có những bước đi như thế nào trong việc làm chủ đổi mới công nghệ? Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm của nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Từ một cơ sở sửa chữa tàu xuồng nhỏ hẹp, nhà máy Z189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trở thành đơn vị mạnh của ngành đóng tàu quân sự, khi đóng các loại tàu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh và xuất khẩu. Hiện tại, tất cả các công đoạn đóng lắp vỏ các loại tàu đều được thực hiện trên máy tính và máy cắt tự động với sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dụng, bảo đảm tính chính xác 100%. Toàn bộ tổng đoạn đóng lắp đến hoàn thiện sơn vỏ tàu đều được thực hiện trên các hệ thống giá bệ trong nhà xưởng có mái che theo một quy trình khép kín. Như với phần mềm 3D này sẽ hỗ trợ tối đa trong quá trình sản xuất các khâu của đóng tàu quân sự. Cái mục đích chính của cái việc mà mô phỏng 3D cho cái việc đóng tàu ấy là nhằm hỗ trợ và kết hợp các ngành trong việc sản xuất tàu thì nó tạo nhiều thuận lợi hơn, tạo cái nhìn trực quan. Và trong công việc đóng tàu thì khi mà gặp vướng mắc giữa các ngành khác nhau thì có thể là trao đổi với nhau trên một cái bản tổng thể chung và từ đó tìm ra được cái phương án tối ưu nhất cho cái việc đóng tàu. Ví dụ như là để đi được hệ ống máy và hệ các trang thiết bị thì ngành vỏ phải đi đầu. Thì trước tiên thì mình sẽ phải dựa vào các cái bản vẽ về tuyến hình, bản vẽ về kích thước tàu, rồi sau đó mình sẽ mô hình hóa cái kết cấu vỏ tàu trước và các cái khung xương thì mình phải đảm bảo tính ưu tiên. Ví dụ như là các khung xương khỏe thì mình phải ưu tiên, thì mình phải thiết kế trước. Rồi sau đó thì các cái linh kiện mà phụ mà mang tính chất là gia cường cho tàu mà không quan trọng lắm thì mình sẽ dành cái thứ tự ưu tiên là sau. Hiện tại, nhà máy có một đội ngũ cán bộ công nhân trình độ đại học, thạc sĩ và hàng trăm công nhân lao động có tay nghề bậc 4 trở lên, có thể đảm đương tốt nhiệm vụ thiết kế thi công và đóng mới các loại tàu quân sự, tàu khách, tàu vận tải chuyên dùng hiện đại, có trọng tải hàng ngàn tấn, phục vụ nhiệm vụ kinh tế quốc phòng và xuất khẩu. Để có được những thành quả trên, nhà máy liên tục nâng cao trình độ công nghệ, dây chuyền sản xuất, nắm bắt nhu cầu thị trường, luôn tìm tòi và phát triển để cho ra đời những sản phẩm mới với nhiều tính năng khác nhau. Các thiết bị máy móc hiện đại của nhà máy được chuẩn hóa quy chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001. Một số thiết bị như máy cắt tự động CNC, máy trộn CNC, các loại máy hàn tự động, bán tự động của các hãng sản xuất hàng đầu trên thế giới như ESAP của Thụy Điển, SAP của Pháp, máy lốc tôn, máy uốn ống, máy gia công cơ khí các loại, máy kiểm tra khuyết tật mối hàn, máy đo tốc độ, máy đo chiều dày tôn, chiều dọc, chiều ngang, sản nâng. Đặc biệt, nhà máy thường xuyên duy trì cải tiến áp dụng công nghệ của các nước tiên tiến, đổi mới trang bị và đào tạo lại cán bộ, nhân viên toàn công ty. Trong quá trình đóng tàu, nhà máy Z189 đã áp dụng các cái công nghệ đóng tàu hiện đại với việc sử dụng các cái phần mềm chuyên dụng thiết kế thi công trong không gian 3 chiều như phần mềm Ship Contractor, phần mềm Rhino, phần mềm eBrowser có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, việc áp dụng phương pháp phân chia thân tàu thành các tổng đoạn nhỏ, theo đó các tổng đoạn được thi công úp và được liên lắp ghép với nhau theo dưới dạng mô đun, từ đó đã rút ngắn được thời gian thi công vẫn đảm bảo chất lượng và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Với việc kết hợp các cái công nghệ trên với công nghệ phụ trợ khác trong đóng tàu như công nghệ hàn tự động, công nghệ hàn bán tự động, công nghệ cắt CNC đã giúp nhà máy tiết kiệm được các cái lượng dư gia công. Công đoạn đầu tiên trong đóng tàu mà chúng tôi được tham quan là công đoạn đưa các nguyên liệu vào cắt CNC, được gọi là công đoạn hạ liệu để sắp xếp các chi tiết gia công.
Khâu này phải đảm bảo tính chính xác, đúng tiến độ, vì nó là bước tiền đề để các giai đoạn sau được tiếp diễn nhịp nhàng trôi chảy. Nhà máy hiện tại có rất nhiều máy CNC như máy phay CNC, cắt dây CNC, máy cắt bằng mỏ cắt nhiệt CNC. Máy cắt bằng mỏ cắt nhiệt CNC được sử dụng rộng rãi nhất, bao gồm hai loại mỏ cắt oxy và mỏ cắt plasma. Máy cắt plasma CNC được sử dụng nhiều nhất vì có chi phí đầu tư hợp lý, công nghệ cắt tiên tiến, có nhiều tính năng, cắt vát mép, cắt lỗ, lấy dấu, v.v. Việc kết hợp hai loại mỏ cắt oxy và plasma mang lại tiện ích rất lớn. Nguồn cắt plasma thông thường có thể cắt nhiều kim loại như thép đen, inox và nhôm có độ dày từ 1 đến 30mm. Nguồn cắt oxy gas được dùng riêng để cắt thép đen có độ dày từ 1 đến 150mm. Quá trình hạ liệu sẽ bắt đầu từ việc bộ phận CNC nhận được các file cắt từ phòng kỹ thuật công nghệ, gọi là thảo đồ cắt. Các thảo đồ cắt hoàn toàn được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng để đảm bảo tiết kiệm tối đa lượng dư gia công nhỏ hơn 7%. Thảo đồ này sẽ được nhập vào hệ thống điều khiển máy CNC để thiết lập một quy trình cắt phù hợp, đảm bảo thời gian cắt ngắn nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Sau khi chuẩn bị xong các điều kiện như phần mềm, máy móc, trang thiết bị, vật tư, nhân lực, sẽ tiến hành cắt. Việc này được lập trình để quá trình cắt diễn ra hoàn toàn tự động. Với công nghệ cắt này sẽ giúp cho việc thi công nhanh, chính xác, chất lượng cao, ít phụ thuộc tay nghề người thợ và tốn ít nhân công. Để cắt được cái cắt cả cái chi tiết phòng công việc cơ sở theo cái khổ nhôm mà tiêu chuẩn là 2 mét, chiều này chiều 8 mét, đấy thì dùng cái phần mềm chuyên dụng của người đóng tàu thì sẽ sắp xếp tự động tất cả chi tiết vào trong cái tờ tôn này, với những mức độ là tiết kiệm nhất, khe hở rất là nhỏ, rất tiết kiệm. Mức độ là chỉ được mất khi cái phần mà hao hụt bỏ đi chỉ cần 10-15% thôi, đấy là tự động hết. Thì sau khi mà sắp xếp được rồi, xong rồi đầu chỉnh, sau tiến hành xem xét lại và chỉnh sửa lại lần cuối cùng, sau đó sẽ chuyển ra máy cắt này kia cắt theo đúng cái hình này. Kể cả chi tiết phức tạp mấy nữa thì nó sắp xếp rất là hiệu quả, rất là khít vào nhau. Hầu như là các khe hở chỉ khoảng 10 mm, 5 mm, 10 mm, cái lượng tiêu hao rất là nhỏ, mà thời gian sắp xếp chỉ mất khoảng 2 phút, 3 phút. Có khi bây giờ anh mình sẽ ra ngoài kia xem trực tiếp cái quá trình từ máy cho tới thực tế là như thế nào. Vâng, vâng. Trong máy nhà điều hành sân bay, điều hành của máy cắt này, người ta là máy cắt được như này, cái độ chính xác rất là cao, cả vòng tròn, hình vuông, rồi là các hình oval, các thứ là đều chính xác. Cái tôi này nếu mà cắt bằng tay, có khi là bằng tay khi nào phải mất khoảng 1 ngày, nhưng mà cắt bằng máy tự động chỉ mất khoảng 15-20 phút. Với cái máy cắt CNC như thế này thì nó có thể cắt được cái vật liệu như thế nào, cái độ dày nó tối thiểu và tối đa như thế nào? Cái vật về máy cắt này phải cắt được vừa nhôm mà vừa thép, vừa thép hợp kim rồi như nhôm hợp kim, có cắt tối đa từ 3 mm đến 20 mm. 20 mm. Vâng. Vậy thì đối với những cái tàu quân sự ấy ạ, so với những tàu dân sự thì cái vật liệu để sản xuất ra con tàu đấy thì nó có gì khác không? Nó về cơ bản thì là không khác bao nhiêu, nhưng một số cái vị trí đặc thù về cho lắp đặt các vũ khí thì có khác. Ví dụ cho một sân bay chẳng hạn thì vật liệu phải khác so với tàu quân sự. Tôi hỏi là cái vật liệu đấy là tôi tính rất là cao vì là những tàu quân sự thì đòi hỏi tàu chạy nhanh, trong đó thì vậy cho nên là tàu phải nhẹ vẫn đảm bảo độ bền của cơ cấu, thì tôi nói vật liệu nó phải từng tôi tính cao. Như thường thường như dùng cái sân bay chẳng hạn thì thép thông thường là thép AH36, còn thép bình thường thì thép những tàu CT3 thôi. Vậy thì tương tự như vậy với những con tàu quân sự mà được lắp những cái vũ khí đặc biệt ở trên đấy thì chắc chắn là những cái vật liệu nó cũng sẽ khác đúng không ạ? Nó khác rất nhiều. Chẳng hạn như là lắp một con súng pháo chẳng hạn thì vật liệu nó khác hoàn toàn. Vật liệu chẳng hạn như bằng thép độ cao, thép phải nhập khẩu từ các nước, nhất là nước châu Âu thì có thép đấy. Thì là thép hơi mỏng nhưng mà phải đảm bảo cái độ tôi tính cũng như là cái độ bền, đảm bảo như là thép dày. Ví dụ là lắp cho hệ thống súng pháo thì khu vực mà xung quanh súng pháo là thép khác với thép bình thường. Ví dụ mình làm cho cái sân bay thì cái công nghệ của nó là nó khác hoàn toàn. Bình thường mình chỉ làm thép bình thường, mình chỉ có là hàng là mức độ là vừa bình thường thôi, nhưng mà nếu cao là mình một số vật liệu là mình phải đun nóng trước khi hàng,
đấy, thì đảm bảo không gì nó nứt, đấy, ủ nhiệt trong khi hàng. Sau khi cắt CNC, các chi tiết được đưa ra khu vực tập kết để gia công. Công đoạn này sẽ sử dụng các công nghệ hàn tự động và bán tự động, chủ yếu theo hai phương pháp: hàn mix là hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ. Vì các loại khí trơ có giá thành cao nên không được ứng dụng rộng rãi, chỉ dùng để hàn kim loại màu và thép hợp kim. Hàn mát là hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt tính. Các ưu điểm của các phương pháp này là năng suất cao, giá thành thấp, năng lượng hàn thấp, ít biến dạng nhiệt, hàn được hầu hết các kim loại, mối hàn dài có thể được thực hiện mà không bị ngắt quãng. Chúng ta đang theo dõi công đoạn hàn tự động. Công nghệ này áp dụng cho hàn nối tấm phẳng. Các tấm sau khi được cắt bằng máy cắt CNC sẽ được đưa về vị trí sàn thi công nối tấm, được vát mép theo tiêu chuẩn của quy trình hàn. Tùy vào từng chiều dày tấm mà có những phương pháp vát mép khác nhau. Công việc có vẻ đơn giản, nhưng để được như vậy, đội ngũ kỹ thuật và công nhân phải trải qua quá trình làm chủ công nghệ để có thể đáp ứng chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm. Đây là các công đoạn mà hàn gia công chi tiết. Để làm chủ được cái máy này thì nhà máy phải đào tạo những người thợ mà ngành nghề được đào tạo và được chỉ dẫn tận tình để đảm bảo cái mối hàn mà đạt tiêu chuẩn, thì người thợ phải có kinh nghiệm để chỉnh những cái thông số kỹ thuật để đảm bảo được lựa chọn kỹ càng trước khi tiến hành hàn. Còn với công nghệ hàn bán tự động được thực hiện bởi người hàn trực tiếp điều khiển kìm hàn bằng tay. Phương pháp này áp dụng cho các vị trí khó hơn như hàn ngang, hàn neo, hàn trần. Để đáp ứng, nhà máy đã tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề cho người thợ có thể sử dụng, điều khiển máy móc, trang thiết bị, đồng thời tổ chức thi chứng chỉ thợ hàn theo quy định. Bên cạnh đó, nhà máy cũng chú trọng tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, như làm việc hoàn toàn trong nhà xưởng, được che chắn, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho quá trình thi công. Đây là công đoạn là hàn block. Khi gia công kết cấu ở dưới mặt sàn lên đến block thì chúng tôi phải hàn thật, phải nói là chính xác để khi đến lúc đấu đà tàu thì nó sẽ chuẩn. Khi anh em đã vào lên được block hàn thì đã được học qua các cả trường lớp, anh em đã có tay nghề. Đặc biệt trong quá trình thi công, hàng loạt sản phẩm được ra đời từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, như sáng kiến máy xoay phục vụ hàn cắt tự động của Nguyễn Cảnh Nam, thợ hàn phân xưởng gia công cơ khí. Trước đây, để hàn các chi tiết, cụm chi tiết lớn, công kềnh, phục vụ đóng tàu, thì người thợ mất nhiều công sức do phải thay đổi vị trí hàn liên tục, mà chất lượng sản phẩm lại không đẹp. Sau khi có sáng kiến này, người công nhân chỉ cần ngồi một chỗ cố định và hàn. Đầu tiên ấy, thì là cái máy xoay tự động này chỉ là một cái máy bình thường, không thể quay được những cái sản phẩm lớn. Thì sau đấy trong quá trình công tác thì tôi tích lũy lại, tôi chỉ làm thêm một cái dây cao su từ cái máy nhỏ này sang một cái giá nữa. Tất cả mọi chi tiết, mọi cái sản phẩm lớn thì vẫn xoay được, tiết kiệm được rất nhiều nhân công để hàn cắt cũng đều vậy. Hay như sáng kiến hệ thống thu hồi hạt mài này. Đây là một bước công việc quan trọng của quá trình làm sạch tạo nhám bề mặt kết cấu. Phát huy những ưu việt trong việc làm sạch và sơn trong buồng kín, hoàn toàn chủ động việc làm sạch và sơn theo tiến độ chung đóng mới tàu mà không phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thời tiết. Đảm bảo độ sạch theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8501 và tiêu chuẩn môi trường trước, trong và sau khi sơn theo tiêu chuẩn của từng hãng sơn và tổ chức hàng hải quốc tế IMO. Công đoạn này giúp kéo dài và thời gian sử dụng của vỏ tàu. Đối với hiện trạng của nhà máy, chưa có hệ thống thu hồi hạt mài trong các nhà phun hạt mài, do trước đây chưa được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Qua nghiên cứu thực tế, nhóm đề tài nhận thấy phương pháp dùng hệ thống thu hồi hạt mài bằng chân không với ống hút là khả quan. Hai nhà phun hạt mài sẽ dùng chung cho một hệ thống, vừa đảm bảo được tính hiệu quả của công việc, vừa tiết kiệm chi phí nhất. Phần mà thu hạt mài về của mình ấy, nó đang bị vướng ở chỗ là nếu mà thu theo kiểu thủ công cho các bình bé để bắn thì năng suất nó rất thấp và cái sức lao động bỏ ra thì rất nhiều. Nên là sau khi mà tìm hiểu ở trên mạng và một số cái được đi tham quan một số nơi thì mình đã có cái giải pháp là dùng hệ thống thu hồi hạt mài chân không để cho vào một cái bình tổng
đấy, sau khi mà bắn thì mình sẽ chia về các bình bé để bắn, thì nó sẽ giảm được cái sức lao động con người ở đấy và nó tăng được cái vòng tuần hoàn bắn lên. Ví dụ như là khi mà hết mạt thì nó sẽ tự động nó xả xuống bên dưới để bắn hoàn thiện như thế. Hệ thống thu hồi hạt mài được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của Singapore, được lắp đặt phù hợp trong các nhà phun, đã giải quyết về mặt chi phí giá thành mà không phải nhập khẩu đồng bộ cả hệ thống. Phần lớn các chi tiết kết cấu được gia công sản xuất ngay tại nhà máy. Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt đã hoạt động đạt yêu cầu kỹ thuật với chất lượng tương đương so với nguyên mẫu. Như trước kia thì cái hệ thống làm việc nó chưa được suôn sẻ lắm, gió rất là yếu. Còn bây giờ với hệ thống gió như này rồi thì người ta có thể đưa tận vòi sâu vào được, bắn vào bên trong được, và độ nhám bề mặt nó rất là đều. Khi sơn lên thì nó sẽ đẹp. Trong quá trình thi công đóng tàu, nhà máy Z189 ngoài việc áp dụng các công nghệ đóng tàu hiện đại với việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng mô phỏng 3D để triển khai phóng dạng, thiết kế thi công như phần mềm Ship Contractor, phần mềm Rhino có tính chính xác cao, tiết kiệm vật tư, nhân công, thì việc áp dụng phương pháp phân chia thân tàu thành các tổng đoạn nhỏ, theo đó các tổng đoạn được đóng úp và lắp ghép mô đun đã rút ngắn đến 40% thời gian thi công so với trước đây, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật. Công này bắt đầu đấu nối tất cả block vào nhau thành một con tàu. Đấy, trước hết mình đặt block này, xong rồi đặt block giữa, xong rồi buông này. Được. Khi mà mình đấu nối ráp vào nhau. Được. Đấy, đây là công đoạn cuối cùng của lắp ráp thân tàu. Thế cái việc đấu nối block hoặc là mình chia nhỏ những công đoạn thành những cái block riêng biệt như thế thì nó có tác dụng như nào? Khi mà chia nhỏ block ra thì mình tiến hành đóng thành nhiều nơi, đóng song song, giảm cái tiến độ thi công tàu. Lúc đấy là bộ phận nào là bộ phận đấy, bộ phận đóng vỏ, bộ phận lắp ráp máy móc thiết bị, bộ phận làm ống thì vẫn làm ống được, không phải chờ đợi nhau. Vâng. Thế trung bình một cái tàu như thế này thì có bao nhiêu cái block ạ? Trung bình cái tàu này thì có 10 block. Tàu cơ sở nó tùy theo cái yêu cầu của cái vùng chia vùng vũ khí hoặc là thiết bị vũ khí hoặc là đặc thù riêng thì có thể chia nhỏ hơn hoặc chia to hơn tùy theo, nhưng mà hai là chia to nhỏ hơn thì đối với tùy thuộc vào nhà máy, nhưng đối với 189 nhà máy to lớn rộng này điều kiện cầu rất nhiều thì có thể chia một đốc to cũng được, nhỏ cũng được, tùy theo. Những cái tàu như tàu quân sự, như tàu mà có đóng được cảnh sát biển chẳng hạn thì nó chia được 50 block. Như cái block này thì mình em thấy ở đây còn rỗng nữa. Yeah. Mình lại để sẵn sàng cho một cái block nhỏ hơn nữa ghép vào đây ạ? À? Vâng, đúng, chị nói đúng. Vâng. Cái này có một block một chân vịt nữa. Dạ. Thì đang gia công ở trong nhà xưởng. Vâng. Sau khi gia công nhà xưởng rồi người ta mới đưa vào đây. Vâng. Lắp ráp block bé vào đây. Đấy, trên này một lúc có thể là anh vẫn làm block này thì một lúc kia vẫn làm trong kia. Vâng. Ta không phụ thuộc vào nhau. Dạ. Đấy, khi thì hai là cái điều kiện đối với cái tàu mà trong khu vực này mũi nó bé thì mình làm block bé bên ngoài. À. Khi mình ra công nó dễ dàng. Thế việc chia nhỏ nhiều block như thế thì nó có cái ưu điểm gì hơn? Nó rất ưu điểm. Một là thời gian đóng tàu là giảm đi rất nhiều. À. Ví dụ mà đóng không đóng một block thì đóng đến từ 3 đến 4 năm. À. Nhưng mà đóng một block thì cần một năm là xong một cái vỏ hơn tàu. À. Thì đóng block cái ưu điểm là có thể làm ở tất cả các vị trí khác nhau. À. Trong nhà xưởng. Ở các nhà xưởng mà có thể làm ở các nhà máy khác nhau cũng được. À. Sau khi làm rồi người ta đưa về một tập trung vào một nhà máy, người ta bắt đầu lắp đấu nối vào. À. Trong quá trình đóng nắp thân vỏ thì người ta phải lắp được tất cả các thiết bị máy móc trong block đấy. Vâng. Kể cả phần ống, phần điện. À. Có khi cả phần nội thất nữa. Từ năm 2007 đến nay, nhà máy Z189 đã liên kết với tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan để đóng các tàu hiện đại cho quân đội cũng như các tàu thương mại xuất khẩu đi khắp các nước trên thế giới. Thông qua sự hợp tác với đối tác Damen, đội ngũ cán bộ công nhân viên Z189 đã từng bước tiếp thu làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại. Đặc biệt, đã đóng thành công hai tàu đa năng DN2000 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu có chức năng nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời tham gia tìm kiếm cứu nạn, chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo và các nhiệm vụ khác khi cần. Hàng năm, nhà máy luôn có từ 40 đến 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật,